Xin chào mọi người, bữa nay mình sẽ làm thịt nướng Hàn Quốc ăn ha. Mình sẽ nướng thịt bò với thịt heo. Cái thịt nướng này là mình cuốn với xà lách, dưa leo với kim chi ăn, thành ra mình ướp nó đậm đà chút ha. Bây giờ mình đi chuẩn bị gia vị để ướp thịt nha mọi người. Một củ hành, một củ tỏi, lột vỏ sạch sẽ hết bỏ vô máy xay. Nếu bạn nào không có máy thì mình băm nhỏ cũng được. Nửa cup nước tương, một cup và một chén là nó bằng nhau nha mọi người. 3 muỗng chutney sauce. Cái sauce này mình mua ở trong siêu thị Coles hay là Woolies đều có bán. Rồi 2 muỗng mật ong. Nửa muỗng tiêu. Hai muỗng canh tương ớt Hàn Quốc. Nếu ai mà thích cay nhiều thì bỏ thêm ớt bột. Mình quậy cái sauce lên cho nó đều rồi mình bỏ thịt vô. Cục thịt này là 1,8 kg, nó gần 1,8 kg thôi. Đi chợ mà mình muốn mua 1 kg thịt hay là 2 kg thịt hay là 1,5 kg gì đó, nó khó lắm. Tại vì nó cục thịt nó cắt sẵn hết rồi, thành ra mình cũng không có chính xác được. Nếu các bạn mà ít thịt hoặc là nhiều thịt hơn thì mình có thể gia giảm nha. Các bạn lựa loại thịt bò mềm đó nha, bò mà để ăn steak đó. Bây giờ mình qua ướp thịt heo. Thịt heo thì mình cần một nắm đuôi hành lá, khoảng chừng 5-6 cọng đuôi hành lá. Mình cũng xay cho nhuyễn. Rồi mình cũng trộn chung với là nửa củ hành và nửa củ tỏi cũng xay luôn. Cục thịt heo này nó gần 1,5 kg thì mình cần 1/3 cup nước tương. Hai muỗng canh chutney sauce. Nếu mà bạn nào kiếm không có cái sauce này thì mình xay một trái lê mình bỏ chung vô. Một muỗng canh rượu trắng, rượu mà để nấu ăn á, nó kêu là cooking wine. Một muỗng canh mật ong. 3 muỗng canh sauce mayonnaise. Cái cách ướp thịt mà bỏ cái mayonnaise đó, các bạn làm cho cái thịt nó mềm, nó mướt. Khi mình nướng đó, nó không có bị khô. Mà mình ăn đó, nó cái vị rất là ngon mà nó rất là juicy. Một muỗng canh tương ớt Hàn Quốc. Cái này cũng vậy, nếu mà bạn nào thích ăn cay hơn thì bỏ thêm ớt bột. Mình quậy đều lên rồi mình cho thịt vô. Thịt này là thịt nạc dăm đó các bạn. Cái cục thịt này nó cũng chưa có tới 1,5 kg nha. Nó gần 1,5 kg thôi. Thank you.
Xong rồi mình đậy nó lại, mình ướp khoảng 1 tiếng rồi mình mới nướng. Thì bự luôn, bự hơn cái tay của mình luôn. Hủ ăn chay, cái này là bò, thịt heo. Okay con, it's ready. Thank you.
Thơm lắm mọi người. Coi kìa, khách cầm dĩa đứng đợi kìa. Nó có mấy trái nè. Rồi bưởi. Mua mấy trái bưởi mà bưởi mắc quá. Bưởi nè. Ba trái bưởi nó xương bẻ luôn mà mười mấy đồng luôn. Vỏ bưởi mọi người, ai mà bị mỡ trong máu lấy cái vỏ nấu nước uống là nó hết, chữa hết đi, hay lắm. Mình nấu mình để sẵn chai chai trong tủ lạnh á để dành uống, mà phải uống liên tục nha, phải uống suốt 4 tuần lễ thì mỡ nó mới giảm, chứ uống 1-2 bữa không có hết đâu. Tại vì mình cũng bị mỡ trong máu hơi cao, thành ra mình cũng có uống, bảo đảm với mọi người 100% luôn, uống suốt 1 tháng là mỡ nó xuống liền. Cái này là do người bạn chỉ mà mình thấy nó có hiệu quả, thành ra mình chia sẻ lại với mọi người. Bưởi ngọt lắm mọi người, hèn chi nó mắc, ngọt quá trời luôn, ngon lắm. Lột vỏ ra hết còn có một xíu. Tụi nhỏ nó ăn lẹ quá, đánh nhanh quá, đi mà hết, đi đâu mất hết rồi.